Thưa vị, từ sáng thì ở chùa Tam Trúc thì đã xuất hiện những cơn mưa nhỏ. Tuy nhiên thì điều này lại không ngăn được một lượng khách khá lớn đổ về chùa. Theo ghi nhận của chúng tôi thì từ sáng giờ thì đã có khoảng 6.000 khách về chùa vãn cảnh. Trước khi đến đây thì chúng tôi cũng trong cái tâm trạng là khá là lo lắng, bởi vì tuần trước với cái thông tin là mọi người đổ về chùa Tam Trúc rất là đông. Mình lo lắng như thế, tại sao mình vẫn quyết định đi ạ? Vâng, là bởi vì đến chốn cửa Phật với cái tấm lòng hoan hỷ và cảm thấy là bình thản, mình sẽ cố gắng chấp hành đảm bảo an toàn tốt nhất. Và để đề phòng cho trường hợp khách đổ về chùa quá đông, như ngày 14 tháng 3 vừa qua, chùa đã chuẩn bị rất là nhiều biện pháp để có thể đảm bảo cho quá trình phòng dịch. Cũng rút kinh nghiệm từ cái chủ nhật tuần trước, chùa Tam Trúc thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở tới bà con tín đồ Phật tử khai báo y tế đầy đủ và đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham quan chiêm bái. Bên cạnh đó, chùa đã huy động khoảng 400 tình nguyện viên đặt bàn phát khẩu trang ở những địa điểm đông khách, cùng với đó là lắp đặt hàng rào sắt để phân luồng khách tham quan đảm bảo giãn cách. Ở đây thì phân làn nhưng mà nhiều vòng quá, làm ít vòng đi, lắm vòng quá các cụ đang kêu. Tại nhiều địa điểm tập trung đông khách, nhà chùa cũng trang bị hệ thống loa phát thanh để liên tục nhắc nhở du khách đeo khẩu trang. Tuy nhiên, vẫn còn không ít du khách ngang nhiên không chấp hành. Đeo khẩu trang, mặc áo khoác. Với những du khách mà chưa đeo khẩu trang thì chúng tôi nhắc nhở tuyên truyền và để cho du khách hoan hỉ đeo khẩu trang để thực hiện cái quy định chung của khu du lịch. Mong các quý vị Phật tử là nếu như mà sắp xếp được lịch, chúng ta không nhất thiết phải tập trung vào một ngày nghỉ cuối tuần để đông người. Thì thật sự ra nếu tụ tập đông người như vậy thì cũng không tốt cho cái vấn đề phòng chống dịch. Vãn cảnh lễ Phật nhưng không quên nhiệm vụ phòng dịch. Những nỗ lực của nhà chùa sẽ là chưa đủ nếu du khách đến chùa không tuân thủ tốt các biện pháp phòng dịch.